Hãy kính chào quý vị và các bạn. Sau đây là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Lâm Đồng cho ngày mai, ngày 29 tháng 6 năm 2024. Thưa quý vị, trong 24 giờ tới, tỉnh Lâm Đồng chịu ảnh hưởng của rìa xa phía đông nam, vùng áp thấp phía tây. Do vậy, thời tiết trong toàn tỉnh có khả năng mây thay đổi, đêm nay không mưa, ngày mai trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đổi hướng cấp 2, cấp 3. Cụ thể khu vực phía bắc tỉnh bao gồm thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương và Đam Rông. Ngày mai, khối không khí lạnh tác động đến toàn bộ khu vực này. Thời tiết phổ biến là trời nhiều mây, có nơi có mưa từ sáng sớm. Tuy lượng mưa không đáng kể, nhưng sẽ kéo dài trong nhiều giờ. Nhiệt độ dao động từ 17 đến 25 độ. Khu vực phía đông tỉnh bao gồm các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và Di Linh. Nhiệt độ giảm hơn so với hôm nay, mức thấp nhất về đêm và sáng sớm ở khoảng 19 độ. Hình thái thời tiết là trời âm u, có mưa vào chiều và đêm. Khu vực phía nam tỉnh bao gồm thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Ban ngày có nắng gián đoạn, mưa rào và dông chủ yếu xảy ra vào chiều tối. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng tố lốc, sét và gió giật mạnh. Cuối cùng là khu vực phía tây nam tỉnh, bao gồm các huyện Đà Oai, Đà Tẻ và Cát Tiên. Ban ngày trời hừng nắng, chiều tối mai tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to. Người dân cần cảnh giác nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp. Thưa quý vị, trong chương trình cải cách để nâng cao sự hài lòng của người dân phát sóng ngay sau đây, lãnh đạo huyện Di Linh sẽ giải đáp những vấn đề mà người dân đang quan tâm hiện nay, như tiến độ thực hiện dự án trung tâm thương mại hay các công trình giao thông trọng điểm, phương án bố trí khu tái định canh định cư cho các hộ dân thuộc dự án cao tốc Bảo Lộc Liên Khương, kết quả giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện. Mời quý vị quan tâm theo dõi. Nhưng trước hết sẽ là bản nhiệt độ cho các thắng cảnh trên địa bàn tỉnh và các tỉnh thành trong cả nước. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.